Sau nhiều ngày chờ đợi, PMPL Việt Nam mùa thu 2022 đã chính thức khởi tranh vào lúc 16:30 ngày 20 tháng 7 vừa qua. Ở tuần thi đấu đầu tiên, khi mà những đội tuyển đang chú ý như DCV, Royal Talent đều có được những màn trình diễn ấn tượng và nhanh chóng có được những vị trí cao trên bảng xếp hạng thì bất ngờ thay, Box Gaming lại khiến cho khán giả cảm thấy thất vọng. Không để lâu hơn nữa, sau đây là nhật báo đồng bò số 2, tổng kết tuần 1 PMPL mùa thu 2022. Ở ngày thi đấu đầu tiên, 16 đội bước vào map đấu sàn hốc với những khu rừng nhiệt đới đầy mưa và bụi cây biết đi chết chóc. Địa hình đặc trưng với sương mù dày đặc cùng nhiều khu rừng ác hẳn sàn hốc sẽ là thử thách cho những tay súng bắn tỉa của các đội tuyển tham gia. Những giây phút đầu tiên của trận 1, lần lượt nhiều đội tuyển nhanh chóng nằm xuống như Gold, Media, GHD hay 2i. Tuy nhiên, những pha giao tranh máu lửa ở giai đoạn đầu trận đã phần nào khiến cho Midgame có phần chung xuống. Roy Esports với bữa cơm gà mở bát đã nhanh chóng có được vị trí đầu bảng xếp hạng với 8 điểm hạ gục cùng 15 điểm xếp hạng. Sang trận đấu thứ hai, dường như lối chơi du kích của Roy đã bị khắc chế ở map Arangel, khi mà Roy chỉ dừng lại ở vị trí thứ 8 trên bảng tổng sắp sau trận đấu. Sau khi có được 14 mạng hạ gục, Dezavier, đương kim vô địch PMPLC, dường như đã nắm chắc chiến thắng trong tay khi chỉ còn là một gold không được đánh giá quá cao. Tuy nhiên, những chú dê đã làm nên điều kỳ diệu khi họ hạ gục đương kim vô địch PMPLC. Chính sự nóng vội của Dezavier đã làm vụt mất đi Winner Chicken Dinner tại trận đấu thứ hai về tay đối thủ. Đến trận đấu thứ 3 và 4, lần lượt là những cái tên mới có được vị trí top 1 là Roy Talent và Phoenix Esports. Ở trận 3, với chiến thuật hợp lý, Roy đã xuất sắc vượt mặt các đội tuyển khác và mang về top 1 đầu tiên cho đội tuyển tại giải lần này. Trong đó phải kể đến PC với 8 kills, chiếm quá nửa số lượng điểm hạ gục của toàn đội. Trận đấu thứ 4 tiếp tục chào đón đội tuyển sống sót cuối cùng là Phoenix. Phượng Hoàng đã có được vị trí top 1 với tổng cộng 10 điểm hạ gục. Tuy nhiên MVP của map đấu lại thuộc về một thành viên của đội tuyển top 2 là One More YZ với 3 kills và 924 sát thương xuyên suốt ván đấu. Tiếp tục với trận cuối cùng, Shine Like Diamond là đội tuyển có được bữa cơm gà tiếp theo và danh hiệu MVP cũng khó lòng thoát khỏi tay ngồi nổ bên phía họ là Gosu với 4 kills và 709 sát thương. Sang ngày thi đấu thứ 2, một đội tuyển khác có được Winner Chicken Dinner, đó là 18 Plus, khi xuất sắc có được 12 điểm hạ gục. Trong đó, chúng ta phải kể đến Libby của 18 cộng khi mang về cho đội tuyển chủ quản mình 6 kill, tham gia đóng góp cho đội lên đến 47,15%. Tiếp sau đó, Bảo Nam United cũng nhanh chóng có chiến mình top 1 đầu tiên tại mùa giải lần này. Điểm nhấn của trận 2 ngày 2 nằm ở vòng bo cuối cùng khi có sự xuất hiện của cả 4 ông lớn, Dezavier, Box, Bảo Nam và Eagle. Không nằm ngoài dự đoán của người hâm mộ, trận đấu nhanh chóng được đẩy lên cao trào khi 4 đội tuyển lao vào nhanh để tranh giành những vị trí đẹp cho vòng bo cuối cùng. Và người chiến thắng là tên Max Level của các đồng đội. Ở trận 3 ngày 2, Phoenix trở thành đội tuyển đầu tiên có chính mình 2 lần top 1 mùa giải lần này khi xuất sắc hạ gục Dezavier được đánh giá cao hơn ở những giây phút cuối cùng của ván. Mặc cho Dezavier đã rất nỗ lực nhưng may mắn vẫn chưa thể mỉm cười với họ khi chỉ có được thành tích cao nhất là top 2 trong những ván đấu họ tham gia. Trận 4 và 5 là trận đấu của những đội tuyển lớn khi mà Eagle và Dezavier lần lượt ngồi lên vị trí top 1 của mỗi trận đấu. Ở trận 4, Eagle cùng 10 kill đã dễ dàng đánh bại như Phoenix hay Dezavier đã có được chiến thắng chung cuộc. Nhanh chóng sau đó, Dezavier cũng đã phục thù thành công khi có được 14 mạng hạ gục và top 1 đầu tiên của họ ở ván 5, tạo ra khoảng cách lên đến con số 10 so với vị trí thứ 2 ở bảng xếp hạng sau trận đấu. Dezavier gọi, Box cũng nhanh chóng trả lời ở ngày thi đấu sau đó. Trận 1 ngày 3 là màn trình diễn ấn tượng của Box khi Luis cùng các đồng đội đã liên tục chiến thắng những pha comeback căng não. Đặc biệt phải nói đến Break MVP khi tuyển thủ này đã một tay giúp nhà đương kim vô địch giải đấu có được trận đấu top 1 đầu tiên tại mùa giải lần này. Sau khi lỡ mất top 1 vào tay của Box, 18 Plus đã nhanh chóng chứng minh cho người hâm mộ thấy rằng họ là một đội tuyển có máu mặt ở mùa giải này khi có được Winner Chicken Dinner một cách thuyết phục với 18 điểm hạ gục, con số ấn tượng và cao nhất giải đấu tính đến hết ngày thi đấu thứ 3. Bữa cơm gà ở trận 3 thuộc về Royal Talent khi họ cán đích với 8 điểm hạ gục. Hơi tiếc một chút cho đội tuyển Taiwan Red khi họ đã vụt mất top 1 về tay Roy Esports ở vòng bò cuối. Nhưng cuối cùng, những người bản lĩnh hơn là Roy Talent. Sau khi nhìn lần lượt những Dezavier, Box có được vị trí top 1 thì Eagle cũng nhanh chóng có được lần thứ 2 ăn cơm gà với 14 điểm hạ gục
và vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng tổng. Mặc cho tờ Đức đã sinh tồn rất tốt, nhưng bấy nhiêu đó là chưa đủ để De Sever có thể tạo nên điều thần kỳ ở map đấu này. Ở map cuối cùng, Gold Media đã thi đấu cực kỳ ấn tượng khi hai thành viên bên phía họ hạ bệ De Sever và các đội tuyển khác để giành lấy Winner Chicken Dinner ở trận cuối cùng và vươn lên vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng tổng. Ở trận đấu đầu tiên của ngày thi đấu thứ tư, Starlight Diamond đã có được top 1 thứ hai của riêng họ tại giải lần này. Với chiến thuật hợp lý, Starlight Diamond đã đoạt được Winner Chicken Dinner từ tay của Infinity IQ ở vòng bò cuối, khi tất cả lợi thế đều nghiêng về phía Infinity IQ. Ở trận 2, Infinity đã có được top 1, nhưng lần này là Ghost House Infinity chứ không phải Infinity IQ, khi họ đã xuất sắc trong mạng cờ bạc với hai thành viên đội tuyển V-Gaming và đoạt được Winner Chicken Dinner của trận đấu. Bước sang trận thứ 3, dường như các thành viên bên phía Box đã rất nôn nóng để xem Blackpink trình diễn nên đã bị quét sạch từ giai đoạn rất sớm. Mất đi một đối thủ mạnh, Eagle dễ dàng có được vị trí top 1 của trận đấu và nâng tổng thành tích top 1 của họ mùa giải lần này lên con số 3. Ở hai trận đấu còn lại, Mộc Gia cùng Bảo Nam vì nào thích đã xuất sắc có được vị trí top 1 ở vòng 4M5. Bước đến ngày thi đấu cuối cùng, ở trận đấu đầu tiên, với lợi thế vòng bò, One More đã xuất sắc giành được Winner Chicken Dinner ngay ở trận thi đấu đầu tiên. Top 2 thuộc về De Sever với kỹ năng sinh tồn cực đỉnh cao của đội trưởng Rabbit. Ở trận đấu thứ hai, Bot một lần nữa bị Gold Media gạt dò. Tưởng như vị trí top 1 sẽ thuộc về một trong hai đội tuyển là Bảo Nam, United và Bot, nhưng bất ngờ thay, ở vòng bò cuối cùng, bầy dê mới là những người chiến thắng. Sau lần top 1 hụt đáng tiếc, Bot cũng đã phần nào trở lại cuộc đua khi có được top 1 ở trận đấu thứ 3 ngày thi đấu cuối cùng. Đặc biệt, phải kể đến sự tỏa sáng của Soaz ở vòng bò cuối. Điều đó đồng nghĩa với việc Bot cũng đã leo lên vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng tổng. Sau Bot, tiếp tục Eagle thể hiện sức mạnh tuyệt đối ở trận đấu thứ 4 với 8 điểm hạ gục. Top 1 ở mặt đấu giúp cho đại bàng có được vị trí thứ 2 cực kỳ an toàn trên bảng xếp hạng tổng. Ở trận đấu cuối cùng của ngày thi đấu thứ 5, V-Gaming đã có một màn thi đấu bùng nổ ở trận thi đấu thứ 5 với 12 điểm hạ gục. Để về mặt đấu, Livic, tâm điểm của tuần thi đấu đầu tiên, Bot, với lợi thế về người và chiến thuật hợp lý, đã mang về Winner Chicken Dinner thứ 2 trong ngày. Sau ngày thi đấu thứ 5 cực kỳ bùng nổ, Bot đã nhảy vọt từ top 13 lên thẳng top 7 sau 2 lần giành Winner Chicken Dinner. Cùng với đó, Eagle đã rút ngắn khoảng cách với top 1 là De Sever chỉ vòn vẹn 10 điểm. Điều khiến nhiều khán giả bất ngờ nhất chắc chắn phải kể đến Bot, khi họ chỉ có được 89 điểm hạ gục sau 4 ngày thi đấu. Điều đó đồng nghĩa với việc nhà đương kim vô địch chỉ có được 4,2 mạng mỗi trận, một con số đáng thất vọng cho đội tuyển được xem là ứng cử viên vô địch. Và đó là những diễn biến của PMPL mùa thu 2022 tuần thi đấu đầu tiên. Liệu bước sang tuần thi đấu thứ hai, Bot có cải thiện được thành tích nghèo nàn của họ hay không? Còn bây giờ, cảm thấy thao xin chào và hẹn gặp lại anh em trong số nhật báo đồng bọn kế tiếp.